Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam tranh luận về triển vọng đa đảng. Đã 45 năm trôi qua sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đứng trước những biến động lớn trong trật tự thế giới và dự kiến nhiều thay đổi trong nhận thức của nhân loại sau cơn đại dịch. Giới nghiên cứu thảo luận về cuộc chiến tranh tại Việt Nam, vấn đề công lý công bằng cho lịch sử dân tộc và triển vọng đa nguyên đa đảng cho tương lai của đất nước cũng được đưa ra bàn luận. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã khởi đầu và đưa ra ý kiến như sau. Đây là sự đã rồi, đặt ra chỉ tiếp tục gây tranh cãi, không thực tiễn và không có lợi cho dân tộc. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ khác và họ có quyền nghĩ như vậy. Trước đây cũng có người đề nghị triệu tập lại Hội nghị Paris để buộc chính quyền Hà Nội phải thi hành những điều khoản mà họ đã cam kết. Theo hiểu biết của giới hạn của tôi, việc áp đặt bên chiến bại thì có, áp đặt bên chiến thắng thì chưa có trong lịch sử. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Luật sư Lê Công Định nói, trong một cuộc nội chiến từ năm 1955 đến 1975, Bắc Việt là kẻ xâm lược và gây nên cuộc chiến nổi da, nấu thịt, đẫm máu dưới chiêu bài chống đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Chiêu bài đó có thể lừa được nhiều người tâm trí thấp nhưng không thể lừa được tất cả. Cuộc xâm lược đó không những là vi phạm Hiệp định Paris 1973 mà còn ngầm ngược thời gian về trước, vi phạm cả Hiệp định Geneva 1954, tức là vi phạm luật pháp quốc tế và cam kết quốc tế. Điều đó miễn bàn. Mặt khác, qua đó chúng ta có thể thấy rõ rằng người Cộng sản chỉ giả vờ hòa giải bằng cách thỏa thuận và hiệp định, nhưng ngay từ đầu chưa bao giờ họ có ý định đàm phán hòa bình thật sự, mà muốn dùng bản hiệp định để chuẩn bị lực lượng và loại bỏ bớt đối thủ mạnh trên chiến trường, từ đó dùng quân sự để xâm chiếm. Giáo sư Vũ Tường thì nói, hành động chiến tranh là bất hợp pháp và lúc đó. Đó là chính là lý do tại sao miền Bắc phải núp bóng dưới danh nghĩa Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam là một tổ chức cách mạng, mang danh độc lập nhưng do Hà Nội kiểm soát. Do sự sùng bái chủ nghĩa dân tộc trên thế giới vào thời gian đó, do sự vận dụng tinh thần dân tộc trong một chừng mực nào đó của Đảng Cộng sản, nên việc sử dụng bạo lực bất hợp pháp trên có phần làm mang tính chính danh đối với nhiều người. Và dĩ nhiên câu nói từ xưa, được làm vua thua làm giặc cũng áp dụng trong trường hợp này sau năm 1975. Và để có thể tái lập công lý cần có một chính quyền khác không hẳn là chống cộng sản, giáo sư Vũ Tường đưa ra quan điểm của mình. Đây là hình ảnh một lớp học chính trị cho sĩ quan quân đội Sài Gòn trước khi đưa các trại cải tạo năm 1975. Chính quyền mới có thể sửa chữa những bất công trong quá khứ bằng cách bãi bỏ hoàn toàn những chính sách phân biệt đối xử, cũng như đền bù danh dự và có thể một phần vật chất, không chỉ cho những nạn nhân của chính quyền trả thù sau năm 1975 đối với miền Nam, mà còn cho hàng triệu nạn nhân của một thời chuyên chính vô sản và tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Công lý không đồng nghĩa với trả thù những người Cộng sản hôm nay là vì chính sách sai lầm của những người Cộng sản đi trước. Và chính quyền Cộng sản hiện nay cũng chỉ có thể tái lập công lý, mặc dù việc này khó xảy ra vì giới lãnh đạo đặt quyền lợi phe đảng của họ lên trên quyền lợi của dân tộc. Tiến sĩ Nguyễn Thúy Hằng nói, ai đọc lịch sử văn minh phương Đông thì sẽ hiểu toàn vẹn lãnh thổ là giá trị cốt lõi, căn bản và thiêng liêng của tất cả dân tộc. Và tôi không quan trọng là ai là bên thắng cuộc, một khi đã xảy ra nội chiến, đã xảy ra chiến tranh ủy nhiệm, huynh đệ tương tàn, gà cùng mẹ đá nhau, thậm chí giết nhau thì cả dân tộc cùng thua, cùng đau thương, mất mát như nhau, không bên nào thắng cả. Thực tế, lịch sử đã chỉ ra miền Nam có mặt trận dân tộc giải phóng. Miền Bắc tuy có giúp đỡ chi viện, nhưng về cơ bản, những phong trào đấu tranh vẫn do người miền Nam làm chủ chốt, không ai thay thế được. Những giáng đứng Bến Tre, những chị Út Tịch, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình vẫn là những minh chứng cho một bộ phận khát vọng, thống nhất của chính quyền và của người dân miền Nam. Và điều làm nên thắng lợi chung cho cả dân tộc cũng là sự bền bỉ, ý chí và quyết tâm, là chính chính nghĩa trong sự lựa chọn và bảo vệ giá trị toàn vẹn lãnh thổ cốt lõi của dân tộc, là thắng lợi trên mặt trận đấu tranh ngoại giao khiến Mỹ cuối cùng phải buông tay, không can thiệp, cắt viện trợ, đưa hệ thống chính trị quyền do Mỹ hỗ trợ vào nguy cơ sụp đổ. Đây là hình ảnh các nhà lãnh đạo của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bao gồm Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn đã vui mừng khi nghe tin Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa sau trận hải chiến xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Nguồn ảnh trích từ sách Hải chiến Hoàng Sa
19 tháng 1 1974, trang 333. Và quan trọng hơn nữa, trong con mắt của thế hệ sau như chúng tôi, thắng lợi đó là nhờ sự thức tỉnh, lương tâm, lương tri của các lãnh đạo người Việt, đặc biệt là các ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu đã biết đặt toàn vẹn lãnh thổ, mạng sống của đồng loại, quyền lợi của dân tộc lên trên danh dự cá nhân, danh dự quân nhân, chuyển giao chính quyền một cách hòa bình cho mặt trận lâm thời giải phóng miền Nam Việt Nam, sau đó là cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau một cuộc hiệp thương chính trị. Và ông cũng cho rằng cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình hoàn toàn hợp pháp là hồng phúc lớn của dân tộc Việt Nam. Những đứa con cùng một mẹ Việt Nam cuối cùng cũng đã bỏ súng xuống, giảng hòa với nhau. Đây là một kết cục tốt đẹp và hoàn toàn phù hợp với công pháp quốc tế. Đài tiếng nói BBC ở tại Anh cũng nêu ra câu hỏi, có những vấn đề gì về công lý, công bằng, lịch sử có thể đặt ra? Luật sư Lê Công Định nói, công lý có một quy luật bất biến là bản thân nó phải được thực thi. Không ai gây ra tội ác mà không bị trả giá, trừ phi kẻ thù ác thực sự hồi tâm và hoàn lương. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nói tiếp, có nhiều vấn đề cần đưa ra xem xét và cũng có nhiều phương thức nhưng phải xét với tinh thần bao dung và tôn trọng sự thật. Ủy ban tìm kiếm sự thật và hòa giải dân tộc ở Nam Phi là một ví dụ. Ủy ban này chủ yếu do bên thắng cuộc thiết lập. Tiến sĩ Nguyễn Thúy Hằng nói tiếp, là thế hệ hậu duệ, tôi phản đối và bất bình với cách thức bên thắng cuộc đã hành xử với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, với những người dân. Giá như hai bên thương yêu nhau, bao dung và tôn trọng nhau trên tinh thần thượng võ và nhân bản, như những gì các nhà lãnh đạo nước Mỹ đã làm được sau cuộc nội chiến năm 1861-1865, thì đã không có những vết thương chiến tranh hằn sâu đến như vậy trong lòng của cả dân tộc. Tuy nhiên, nước Mỹ cũng không phải trải qua chiến tranh ý thức hệ và chiến tranh ủy nhiệm tàn khốc như Việt Nam. Việc hòa giải cũng dễ dàng hơn một cách hoàn toàn có cơ sở từ đấy. Đây là hình ảnh bức tượng chiến sĩ mặt trận trận vong ở Nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa đã bị bên thắng cuộc đập bỏ sau năm 1975. Máu không thể rửa bằng máu, hận thù không thể xóa tan thù hận. Chỉ có những dòng nước nhân bản trong trẻo ngọt lành trong thời gian mới có thể hóa giải được hận thù. Nuôi hận thù chẳng khác gì nuôi rắn độc trong tim và trong óc. Tôi hy vọng thế hệ chúng tôi và thế hệ sau này sẽ tỉnh táo, có sự lựa chọn phù hợp để có cuộc sống hạnh phúc. Công lý, công bằng của người Việt được thực thi theo đúng luật nhân quả. Nó vẫn đang diễn ra theo đúng dòng chảy tự nhiên và sẽ làm tốt vai trò của nó. Đài tiếng nói BBC ở London tiếp tục đưa ra câu hỏi như sau. Các ông nghĩ thế nào về xu hướng và xu thế đòi hỏi đa đảng ở Việt Nam? Trong những năm tới, liệu đòi hỏi này có mạnh mẽ hơn hay không? Luật sư Lê Công Định nói, sự thay đổi đó là nhu cầu từ rất lâu rồi, không chờ đến lúc này. Thể chế độc tài toàn trị chưa bao giờ chịu giúp một quốc gia phát triển. Muốn dân tộc Việt Nam phục hưng và có tương lai tươi sáng, dứt khoát phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và thể chế nhà nước và pháp luật cộng sản. Xây dựng một chế độ dân chủ hậu thuẫn bởi nền tảng đa đảng, chính trị đối lập và đa nguyên tư tưởng là điều kiện cần thiết để Việt Nam văn minh và cường thịnh. Điều đó cũng miễn bàn. Tiếp đến, giáo sư Vladimir Kotov nói tiếp, đây là câu hỏi có ý thức hệ. Nếu nhìn vào tham số kinh tế thì phải công nhận là từ đầu thập niên 90 đến nay, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam bình quân là 7% một năm. Điều đó chứng minh là chính phủ Việt Nam có tính hiệu quả trong quản lý cao. Và một bằng chứng hiển nhiên nữa là hiện nay Việt Nam đang chiến thắng dịch COVID-19 nhờ có chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ cùng tinh thần đoàn kết, ủng hộ của người dân. Đây là hình ảnh biển người chen chúc nhau ở chợ đêm Đà Lạt vào lễ 30 tháng 4 năm 2020 trong mùa dịch cúm Vũ Hán. Công an Đà Lạt cho biết có 60.000 lượt du khách đã đến lưu trú tại thành phố này. Vị thế của Việt Nam đang có uy tín cao trên chính trường thế giới. Việt Nam là chủ tịch ASEAN, đồng thời là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu tán thành kỷ lục. Giáo sư Vladimir Kotok đã nói như vậy. Và giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng bình luận tiếp, tự do dân chủ là những giá trị phổ quát mà người dân bất cứ ở đâu cũng muốn có. Phương châm của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay vẫn là độc lập, tự do, hạnh phúc. Người dân Việt Nam muốn có tự do, những người bất đồng chính kiến đòi dân chủ. Nhà cầm quyền Việt Nam cũng nói dân chủ là phải hướng tới. Chừng nào mà mục tiêu chung này chưa được thực hiện thì sức ép vẫn còn cho đến khi nó được thực hiện. Tiến sĩ Kim Thúy Hằng tiếp lời, đây là một câu hỏi rất hay và rất nhạy cảm trong bối cảnh chính trị xã hội hiện thời của Việt Nam. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ trả lời một cách thẳng thắn. Đa nguyên tư tưởng là một thực tế khách quan của con người. Không một thế lực nào, không một thể chế nào cấm đoán nổi dòng chảy tự nhiên của đa nguyên tư tưởng và sự khác biệt vốn có của các
cá nhân con người và các cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, thể chế và chế độ chính trị cũng có một phần trong cấu kết văn hóa của mỗi dân tộc ngang bằng với các nhân tố hình thái, ý thức, tinh thần, hình thái vật chất với văn hóa hành vi của một dân tộc. Và đã gọi là văn hóa thì sẽ không có đúng, sai, cao, thấp, tốt, xấu. Đơn giản chỉ là sự sàng lọc, gạn đục khơi trong và sự lựa chọn tự nhiên của số đông, của những thế lực tiên phong dẫn dắt các tiến bộ xã hội trong những điều kiện xã hội nhất định. Đã gọi là văn hóa và lựa chọn thể chế thì cũng sẽ luôn có mặt mạnh, mặt yếu như hai mặt của một tờ giấy hay nhiều mặt của một khối đa diện, đòi hỏi cả dân tộc phải sáng suốt. Và thực tế phân hóa tư tưởng, phân hóa xã hội trong lòng các thể chế đa nguyên đa đảng như Mỹ hay châu Âu đã khiến tôi có những băn khoăn nhất định. Tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng phân tích tiếp như vậy. Đây là hình ảnh triết gia cổ đại Aristotle đã phát hiện trong nhà nước chứa đựng ba nhánh quyền lực: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đến thế kỷ thứ 18 thì Montesquieu phát triển thành học thuyết tam quyền phân lập với yêu cầu nhà nước phải tách rời ba nhánh quyền lực này ra nhằm tạo ra thế đối trọng, kiềm chế lẫn nhau, tránh gom các quyền lực này lại một chỗ. Khi các nhánh quyền lực bị thao túng bởi một nhóm người sẽ dẫn đến hành nhà nước bị độc tài. Chế độ Cộng sản Việt Nam sở dĩ trở nên độc tài, tham nhũng và bị các nhóm lợi ích thao túng bởi vì không biết tôn trọng nguyên tắc phân quyền nói trên. Ngoài ưu thế rõ ràng về sự thay đổi, sáng tạo, tạo ra nhiều của cải vật chất, mô hình của các đảng đối lập cạnh tranh để thực hiện mong muốn, nguyện vọng của một số đông người dân như vậy đã thực sự là mô hình lý tưởng nhất hay chưa? Hay sẽ tạo nên nguy cơ của xu thế mị dân, nhân văn giả tạo, làm suy yếu khả năng bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, không tốt cho sự ổn định phát triển của xã hội như thực tế đang bộc lộ và diễn ra gần đây cũng là một câu hỏi. Tôi xin nhắc lại, độc lập, tự chủ, hòa hiếu và ổn định vẫn luôn là các giá trị cốt lõi của Việt Nam. Hy sinh giá trị ổn định để xây dựng mô hình đa nguyên, đa đảng như phương Tây có phù hợp hay không, có đáng hay không, có thực hiện được hay không, có được cả dân tộc cùng lựa chọn hay không là một câu hỏi hoàn toàn không dễ trả lời. Tôi tin không nhiều người Việt Nam muốn hy sinh sự ổn định, muốn có chiến tranh và chịu chấp nhận cái giá phải trả cho chiến tranh. Không có ổn định, hòa bình cũng không thể phát triển được. Đấu đá nhau thì nước mất thì nhà tan. Theo tôi, những thay đổi về thể chế tại Việt Nam không đứng đơn độc mà phần nào phụ thuộc vào mô hình thể chế của cả hệ thống lớn. Khi Liên Xô tan rã thì mô hình thể chế của Việt Nam cũng có nhiều thay đổi về căn bản. Và mô hình thể chế của Việt Nam hiện nay chỉ có khả năng thay đổi lớn khi mô hình thể chế quản lý xã hội của Trung Quốc có những thay đổi căn bản. Trước mắt, khi những thay đổi long trời lở đất như vậy tạm thời chưa xảy ra, thì Việt Nam nên lành mạnh bộ máy, nhất là thận trọng việc lựa chọn thế hệ lãnh đạo mới, tìm những con người thực sự mang trong mình tinh hoa của dân tộc, trung thành với các giá trị cốt lõi, thực sự tử tế và nhất là phải của dân, do dân và vì dân. Có những cá nhân tài giỏi, tử tế sẽ có một chính quyền tài giỏi, tử tế. Có chính quyền thực sự tử tế, của dân, do dân, vì dân, sẽ có tất cả. Thực tế diễn ra tại nước Mỹ mấy trăm năm qua đã chứng minh điều đó. Họ chính là một chế độ chính trị như vậy, chỉ khác là họ chọn giá trị tự do, còn người Việt Nam của chúng ta thường chọn giá trị hòa hiếu. Hòa cả làng làm giá trị cốt lõi nhất, đã làm cho giá trị cốt lõi thì không dễ gì thay đổi. Và phải chăng quan điểm lưu giữ cái cũ sẽ bị thế hệ trẻ phá vỡ trong tương lai? Để đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ, tham nhũng, ăn cắp của công tràn lan trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam như hiện nay, các bạn hãy theo dõi và bình luận tiếp tục. Các bạn vừa đón xem chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020 với bản tin Việt Nam tranh luận về triển vọng đa đảng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.